Ok, hello em và chào mừng anh em trở lại kênh của Star nha. mình đây. Ok. Và hôm nay thì bên Gana Free Fire họ kiểu như là họ lười rồi mà Hôm qua mới ra lại vòng quay 15B thì hôm nay không có ra cái gì hết trơn á. Và trước tiên vào nội dung ngày hôm nay mình sẽ thông báo anh em luôn thì những bạn nào mà chưa có quân đoàn á thì em có thể tham khảo qua quân đoàn Star Family của mình nha anh em. Thì đây là quân đoàn mà mình đã tạo từ lúc mà mình mua cái hạt này về. Cho nên là những bạn nào muốn chơi thì em có thể vào trong quân đoàn này với điều kiện á là gánh thì mình không cần anh em phải gánh quá cao đâu chỉ cần gánh tạch kim thôi chỉ anh em vô anh em gọi là liên hệ mình đổi tên là được hoặc là anh em có thể liên hệ um, gọi là trong um, uh, kỳ cũ quân đoàn nha kỳ cũ quân đoàn mình chính là bạn uh, Starboy Cale uh, này mà bạn này tên là Nguyên đấy bạn này nguyên là cũng là cờ lê trên kênh mình luôn anh em có thể liên hệ bạn đó để mà lấy ký tự và điều kiện nó vào quân đoàn chỉ cần anh em gạch bạch kim và có thể đổi tên theo quân đoàn là được thì những bạn này đã gô cách đây rất là lâu rồi mà những bạn nào mà có là ập uh, lâu quá thì mình sẽ có thể là mình sẽ kích những bạn đó ra để cho anh em vào nha và em lưới là mình không có bắt buộc anh em là phải giờ quân đoàn hiện tại Và anh em vào quân đoàn mình đâu cho nên là những bạn nào mà chưa có thật sự là có quân đoàn á thì anh em hãy gọi là cân nhắc và vào thử xem nếu mà được thì mình gọi là vào mình chơi nha anh em đó thì giao lưu thôi cho nên là anh em nào mà có quân đoàn rồi mà anh em trong không chắc là anh em có thể là vào được quân đoàn mình á thì anh em có thể là anh em cũng có thể là không cần phải gờ quân đoàn của anh em nha anh em có ở yên đó đi cũng được tại vì cái số lượng quân đoàn của mình á thì nó khá là ít chỉ có mười mấy người thôi cho nên là anh em cũng nên cân nhắc nha ok và có nhiều bạn hôm bữa anh em xem clip mà mình test số bằng bí bên sao bị anh em đó thì mình có nói một câu chính là à vì kim cương bên uh, shop ra bên, bên cái vợ bên gọi là xe đấy á, là mình uh, có uh, gọi là mình uh, nhờ gọi là shop sờ lê lên của mình tại chợ này mà đấy thì nhiều bạn có nói rồi anh ơi anh sao anh nào kim cương vào quên đấy uh, có cách nào nạp cho uh, tụi em được hay không thì chắc chắn là có rồi anh em nếu mà không có thì sao mình nạp được nhưng mà em nhớ một điều á là ở bên server bộ indonesia thì chúng mà sẽ không thể nào mà nạp thông qua hình thức là nạp thẻ vn trừ khi là anh em mới có mấy cái thẻ mà thanh toán quốc tế thì anh em có thể là nạp bằng trực tiếp bằng thẻ ghana bên đó thì đó đó là bên nó nói với là, là cái tình huống bên bên gì ta bên nạp thẻ vn nha còn kiểu như mà anh em muốn nạp theo hình thức là bằng thẻ ghana thì mình nghĩ là không có đâu anh em tại vì bên server việt nam chúng ta chỉ bán server bán thẻ gana cho gọi là server nội bộ thôi còn bên server nước ngoài không bao giờ có mấy cái vụ đó nha thế nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà anh em có thể nạp kim cương bên đó và đó cũng là cách mà mình đang nạp hiện tại nha anh em và nếu mà anh em lần đầu đến với kênh của mình thì anh em muốn là theo dõi những cái nội dung hay từ bây giờ từ kênh của mình thì anh em có thể là đăng ký kênh lại và cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ bật tất cả thông báo lên chứ nếu mà không bật thông báo thì sau này khi mà mình nghe video anh em sẽ không nhận được thông báo đâu ok còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi gọi lại qua server Indonesia thôi let's go thì thật ra là cách này có thể áp dụng cho tất cả các server luôn chứ không riêng gì là server Indonesia đâu và mình nghĩ là tất cả các youtuber mà làm về server nước ngoài á thì họ cũng sẽ đều làm giống như của mình nha anh em đó thì để mà nạp kim cương được bên đây á thì chúng ta sẽ không thể nào mà nạp từ trang web được mà chúng ta phải nạp trực tiếp trong game đó trực tiếp trong game nha thì ở đây á là mình sẽ gọi là tư vấn cho anh em cách để mà anh em có hay nạp được một cách gọi là nó tiết kiệm nhất. Thì thông thường á là mình mình sẽ nạp hay là rất là nạp thẳng vào trong game luôn để mình lấy những cái món đồ nạp tức lũy trong đây để mà mình gọi là test cho anh em xem. Quay, wow, Đội xanh hôm nay có sự kiện nạp 300 kim cương nhận 20 VIP chi tác cho anh em à. Ô, oh, rồi luôn rồi sẵn đây test luôn chứ đợi gì nữa anh em. Trời ơi, nạp 500 kim cương được cái đóng bản vẽ này anh em. Ô oh, là trời, gì vợ gì họ gì? phải nhưng mà nhìn xe bãi xe bờ là tôi thấy khoái rồi đấy, anh em nó khoái liền ok nạp xong rồi lấy cái đó cái đóng kim cương đó để mà chúng ta đi test vòng quay luôn để đi test cái vòng quay và cũng như là đi mua mấy cái vé em ra mấy cái vé mà vòng quay cho bên đây này anh em không bữa mình test uh, server này mình test cho anh em xem là uh, cái gì ta mấy cái món như mày rồi, đúng không thì cái này uh, có những khẩu súng ai à, có khẩu mờ uh, mà mưa cơ đỏ một một bản vẽ hai đá này anh em m lấy mặt vẽ chúng ta đổi được khẩu này rồi trời ơi nó ngon anh em mà trời ơi phải còn thêm cái bộ cái gì nữa nè anh em mà mình thấy có hai ba bản vẽ là ừ đúng rồi bản vẽ này nữa hôm bữa mình đỡ thành cây cây mà xanh lục rồi cho nên là bây giờ hướng dẫn anh em xong mà mình sẽ thử mình dứt luôn nha anh em ok để mà nạp được bên server này á thì đầu tiên là anh em phải có là thứ nhất là một cái sim điện thoại mà anh em đã đủ điều kiện để mà anh em đăng ký được cái em uh, đã đủ điều kiện anh em đăng ký được cái um, phần là thanh toán thanh toán rồi là google play đó và là thứ hai là trong tài khoản anh em phải có tiền còn không thôi á là anh em phải có cái là ví điện tử nha ví dụ như là momo hoặc là zalo bay thì anh em phải có những cái đó thì anh em mới là, là có thể làm được thì cách để mà anh em phải nạp bên đây mà ghẻ nhất thì chứ có thể là đăng ký gọi là thẻ thôi thẻ tuần thôi còn nếu mà anh em không đăng ký hệ tầng thì anh em bắt buộc anh em phải đăng ký cái thẻ lên cấp và thẻ lên cấp thì nó cũng sẽ giống như thẻ tầng thôi thì nó giá cũng y chang vậy anh em nhưng mà là kim cương thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn nha ờ, ít nhất là mình thấy như thế này mà hình như là vậy á tám trăm mấy kim cương thì phải nói tám trăm mấy kim cương hay sao ấy giá trị à không nó nhiều hơn thẻ tầng thôi anh em đó còn với thẻ tầng á thì anh em sẽ nhận được cái chính là khoảng 450 kim cương kèm theo đó là mấy cái mà uh, mấy phần thưởng là khác trị giá là 190 kim cương ok thì để mà đăng ký được cái để mà nên có thể nạp được trực tiếp cho máy á thì anh em phải cần phải có là vào cho mình cái ứng dụng đó chính là ch play và anh em giống như mình đã nói nãy anh em phải đủ điều kiện nha phải đủ điều kiện thì mới được và anh em bấm vào cho mình cái uh, cái tên gmail của anh em á đó, anh em chọn cho mình phục thông báo và thanh toán anh này mà ố thanh toán và có thuê bao và cũng như anh em chọn phương thức thanh toán nha cái này á là anh em nếu mà dùng trên điện thoại thì nó sẽ có cho anh em đó chính là viettel money uh, viettel way còn anh em xài mobifone thì mobifone wallet gì đó thì nó sẽ có phương thức thanh toán đó thì anh em chỉ cần thêm vào cái đó tùy theo cái sim của anh em đang sử dụng nha anh em còn ở đây á là của mình là đã thêm sẵn cái phương thức là momo rồi cho nên là mình khi mà mình thanh toán trong game á mình chỉ cần bấm uh, mua trực tiếp thôi là nó thanh toán trong vòng 30 giây này mà không có, có lâu đâu. Đó thì khi mà anh em có thì anh em có thể là bấm vào thêm. nó để cho nó thêm cái đó vào trong cái của anh em nha. Ở cái này là mình đang hướng dẫn trên PC cho nên là mình để cho anh em xem cho có thôi. Đó, và anh em chỉ cần làm theo của mình là được. Và thông thường thì nó sẽ bắt anh em là nhập cái mã cái mã gì ta? Đó chính là cái mã gọi là cái chỗ mà anh em ở, ví dụ như anh em ở tỉnh Hậu Giang thì nó sẽ là cái mã gì đó thì mỗi cái tỉnh thì sẽ có một cái mã riêng cho nên là em nhập đúng cái mã tỉnh của anh em vào đó thì anh em lên trên google thì nó sẽ hiện ra những cái mã đó anh em sợ tỉnh của anh em vào là sẽ có nha đó sau khi mà anh em đã thêm phương thức thanh toán thành công á và anh em có một cái số dư trong đó thì gọi thì anh em chỉ cần gọi là vào trong game và anh em mua trực tiếp thôi đó thì theo những cái mà mình trải nghiệm nó chỉ có là bấy nhiêu thôi mà nó không có quá nhiều cái như là chúng ta nghĩ đâu anh em ở đây là chúng ta có cái mốc cái mốc là 520 kim cương thì chúng ta sẽ tốn là 330 cành anh em mà cho nên là chắc mình sẽ nghĩ là mình sẽ nghĩ là mình sẽ lấy cái gối này đi anh em mặc dù là nó hơi tốn kém á, không biết là video này có đủ gọi là kinh phí để mình test hay không nhưng mà đã có shop sardin của mình tài trợ rồi cho nên là mình sẽ có thể là tham gia được cái chương trình này và test cho anh em xem vòng quay nha của mình thì mình chỉ cần bấm vào mua một nhấn là sẽ gọi là xử lý và cũng như là thanh toán trực tiếp trong tài khoản mua của mình luôn còn nếu mà anh em nào á mà dùng đó chính là dùng cái uh, sim điện thoại á anh em. Thì khi mà anh em thanh toán á thì anh em sẽ được tính thế nha anh em. Tính thế hình như mình nhớ là 10% á nếu mà anh em mua cái gói giống như của mình đi. Thì cái gói này anh em thì nó sẽ là bao nhiêu ta? nó sẽ là 520 130 000 đúng không? Thì nó sẽ tính 10% trên cái số 130 000 này đó chính là 13 000 thì anh em sẽ tốn là 143k cho cái gói kim cương này thì nó sẽ đắt hơn đâu đó là khoảng 40k. Thì tất nhiên là anh em nạp trong game thì đâu có ai muốn là vậy đâu. Nhưng mà anh em muốn test hoặc là anh em muốn săn đồ trong game mà bên server nước ngoài thì anh em phải chịu cái đó rồi. Thì nhưng mà đổi lại cái là đồ bên server nước ngoài thì nó rất là rẻ. Cho thành ra là anh em chi tầm đó gọi là kim cương vào á thì anh em sẽ có thể là nhận được rất là nhiều thứ từ bên server nước ngoài nha giống như hôm bữa vậy anh em hôm bữa mình có gọi là nạp vô 300 kim cương mà nhận tùm lum hết trơn thứ anh em ok thì bữa nay thì chúng ta sẽ quay trở lại mình test một số cái quay này luôn này anh em ơi đó một trăm chín mươi gọi là kim cương cho 39 mươi chín vé ô oh, là trời ngon ngon lành ngon lành trong đây có mấy vé này nữa này anh em cái này cái vé hôm bữa mình nói cho là có giá, anh em này có hai vé anh em mà có hai vé một ngày nó bán cho mình nó có hai vé anh em anh em mua vé thì 300 trăm kim cương đây mà ok còn nếu mà mua anh em muốn mua nhiều hơn thì anh em vô đây nè đó anh em mua vô anh em mua thì nó sẽ có nhiều hơn cho anh em để anh em có thể mua ủa sao kỳ vậy ta ta mắt là một trăm sáu mươi hai vé ở sao có 18 vé vậy ta à, để mình thử nhập 100 vé ra chín chín vé là 891 trăm chín kim cương đây mà à, cái vòng quay này thì hôm bữa mình đã test muốn biết nhà chị đậu rồi tức là cái dòng quay này nè anh em đó ok bây giờ chúng ta sẽ thử mua hai chục vé anh em hai vé trong đây đó mình test cho anh em xem vòng quay này tiếp để xem là nó có ra được cái kia không nha 20 vé thì chúng ta sẽ tốn là 180 kim cương thì phải bốn à, 40 vé thì như ta 180 kim cương 25 vé đi anh em 25, 25 vé đi để cho chúng ta có thể test được nhiều thứ hơn đó chưa chắc gì chúng ta test hết với quay mà nó gọi là không ra nữa em có khi là mình chưa test chưa đội chưa hết với quay nữa là nó ra được cái đội mình rồi đó thì hôm bữa là khi mà mình vừa mới nói ví dụ mà cái dòng quay Nam năm anh em thì anh gà ra dòng quay 5 bi ở phía sau, sau việt nam luôn kiểu như là ông gà ông nghe lén tôi sao cái này mà đấy kiểu như là ôi giời ơi mấy này nó kiểu như là dòng quay mình bỏ lâu lắm rồi bây giờ mới đồ quay trở lại thôi kệ đi cho nó là quay trở lại cho nó, nó nó săn nó làm gì nó làm đó đại loại vậy đó anh em mà không biết là gà gán có nói vậy hay không nha nhưng mà đó là cơ bản là những cái mà tôi nói thôi cho nên là, là anh em cứ là vô tư lý nó nói thiệt với anh em chứ anh gà chủ yếu anh gà để dành thu nhiều lắm cái nào mà liên quan đến doanh thu quá là anh gà phái nè mà đó, gà gán phái lắm anh em ok rồi luôn có vẻ như là mình thấy mình thấy lần này cái dòng quay này nó hơi 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 biệt anh em ơi à, thiệt hơi biệt rồi đó rồi luôn anh em ơi rồi luôn tôi thấy có mùi gì đó nó lương lương ở đây rồi em mà Trời ơi không ra bi cuối cùng luôn kìa phải trưởng thiệt cho ra bi đi mà cậu xanh không có ra bi luôn trời ơi không ra bi luôn anh em ơi bi cuối cùng khó ra hết ra hết hết bi cuối cùng khó ga, hết, ra hết à ok khó ra thế thì chúng ta sẽ đi tiếp tục mua mua mười vé nữa đây anh em mười vé nữa thôi không nhiều nên à. mà mua, mua mua nhiều quá làm gì còn kim cương nữa mà mua anh em đó mấy cái vé này thì em có thể mua rất là nhiều sao mà việt nam thì không có bao giờ có bán những cái vé này mà nó rẻ vậy đâu anh em rất là khó nha kìa đậu xanh lâu lâu nó thấy được cái gần tới mà nó không ra nên mà ảo ma thiệt chứ mà có khi là mấy lượt quay cuối cùng nó lại ra đó anh em hôm qua anh em thấy mình test là anh em hiểu rồi ha hiểu rồi mấy lượt quay cuối cùng nó ra không mà chứ nó đâu có gọi là quay ở lượt quay đầu tiên mà nó ra luôn cái video ui trời ơi cây thế giờ à? cây thế nhờ cẩu xúc đăng hạ tao rồi bắn vậy chứ thôi bỏ đi em bỏ đi rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với dòng quay chế tác của ngày hôm nay đây ở à, dòng quay chế tác thì à, nếu mà chúng ta quay không ra bất cứ cái gì hết thì chúng ta còn cái gì chúng ta còn được cái à, là cái à, cái, phần quy đổi nha anh em chứ chuột cùng lắm á nhưng mà không quay ra được cái à, đồ ngon á anh em thì chúng ta chỉ cần đổi cái à, mở vẻ mười bảy thôi ôi rồi bốn hộp súng luôn kìa anh em vãi rồi ngon vãi trưởng anh em mà tôi không tin là nó vô lần 4 bốn ô luôn anh em tôi không tin luôn á mà cũng phải tin thôi anh em thì server này nó tỷ lệ như vậy mà thì mình cũng có, có nghe nhiều bạn nói sau khi mình đây quay vòng quay kia xong anh em dòng quay này nè thì nhiều bạn cũng nói nói mình đó là cái uh, sự kiện và dạ tăng 100 phần trăm công lực đó anh em thì nó đã bị uh, uh, anh gà Indo đã ẩn đi cũng khá là lâu rồi á thì nhiều bạn cũng chơi server này nhiều quá thì anh em cũng có là phản hồi rất là tích cực về server này cho mình hay thì thật ra là kết hợp giữa gọi là cái uh, phản hồi của anh em kèm theo đó những cái trải nghiệm mình đã từng trải nghiệm với server này thì mình khẳng định với anh em đây đầu server rất là đáng chơi nha. Nhưng mà anh em cũng nạp ít ít thôi, đừng nạp nhiều quá. Anh em mà nạp nhiều vô á là kiểu nó cũng sẽ giống giống như server Việt Nam thôi. Đấy, server này cũng vậy cho anh em nhưng mà server Indo thì mình nghĩ mình thấy là cái kiểu là cách mà chăm sóc khách hàng anh em, với lại là cách vận hành sự kiện thì nó ngon hơn server Việt Nam nha. Đó, trải nghiệm thì mình thấy là như thế. Ok, được viên đá nè anh em. Nhưng mà nãy giờ đá ít nha. Đá ít một viên đá một thôi. Không biết là như thế nào ở đây. Ok, hy vọng là sẽ ra cho mình một cái bản vẽ nữa để mà mình đổi cái khẩu súng ngon ngon hơn. Đó, một bốn bản vẽ, ở bốn đá bốn đá với lại là hai bản vẽ lúc nào cũng sẽ có được cái sự lựa chọn tốt hơn anh em. Ví dụ như là mình muốn đổi khẩu m 40 gọi là tăng gọi là tốc đánh, tốc tốc bắn đi anh em. Thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với việc mà chúng ta à, có một bản vẽ, hai bản vẽ lúc nào cũng sẽ lợi hơn tại vì server Indo á là cái số lượng bản vẽ mà chúng ta cần phải quy đổi á thì một là nó rất là ít, còn hai là nó rất là nhiều nha. Ok, sáng viên đá ngon lành ngon lành ngon lành cái bộ thích khách thích khách mày này mà làm xương xương chúng ta tốn là đó là hai bản vẽ rồi anh em đó hai bản vẽ rồi cho nên là chúng ta sẽ tới cái gì đây lấy gì đây lấy gì đây khẩu uh, mb uh, 40 uh, cơ đỏ mà khẩu mà cơ đỏ này lúc trước thì tôi nhớ là hai đá ủa lúc trước mình nhớ khẩu cơ đỏ này là nhiêu ta là năm đá hai bạn bẻ nó đắt ăn khẩu trùng lam nhưng mà giờ khẩu trùng lam nó lên đứng trên đầu rồi anh em nó đứng trên đầu rồi ok thì là thấy là chúng ta lấy được cái khẩu mà bởi mưa cơ đỏ không tốn một gọi là kim cương nào luôn nha anh em chỉ cần kích vô là anh em sẽ có có anh em đổi luôn đó thì ý là mình nói đó là nó không cần anh em phải là, là bỏ tiền ra để mà anh em săn á mà anh em chỉ cần nạp kim cương vô là anh em có thể có rồi Ok, hôm trước mình đổi cái khẩu này khẩu kia một đá hai bản vẽ, ở một bản vẽ hai đá. Không lẽ giờ đổi một khẩu này ta? Khẩu kia tăng uh, tầm xa với xuyên giáp, khẩu này tăng độ chính xác với xuyên giáp. Thôi đi em. Khẩu nào khẩu nhưng mà được ca được khẩu một mà được rồi, không cần nhiều đâu, tham lam quá không tốt đâu nè em ơi. Đấy, ok, súng tiểu liên nè. Súng tiểu liên là mở mới cơ đỏ này nha anh em. Đó là xong. Thế là chúng ta có được gọi là một cái uh, skin súng mới trong bộ súng của mình rồi. Đấy. Thì từ từ đi anh em, từ từ đi thì em sẽ tôi sẽ chứng minh cho anh em thấy nít tôi, tôi bên server Indo nạp một lần đó là vài, vài chục vài chục cành thôi thì uh, cũng đủ full súng để mà xài. Thì nhiều bạn cũng có hỏi mua cái hạt này của mình lại nhưng mà trước mắt thì mình chưa có ý định bán nha. Này, khi nào mình uh, mình uh, nghĩ chơi bên server Indo thì mình chia lại cho anh em, cho anh em là chơi anh em chơi nha. Ok nít này mình rất là ưng anh em mà Nhân phẩm lắm luôn đó. Ok cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì mặc dù là hôm nay là hướng dẫn em cách mua cách là, là nạp kim cương bên server Indo nhưng mà nó sẽ giống như là một cái clip mà mình review tỷ lệ của mấy dòng quay bên đây hơn đó cho nên là em nào xem thì em mới nhớ là ủng hộ mình một like mình đăng ký kênh nha hãy 500 mấy kim cương bay trong vòng một nốt nhạc này mà nhưng mà được sự súng là ngon rồi còn giống như sau Việt Nam chúng ta thì có khoảng hai 000 kim cương ấy, chứ không đâu cảm ơn em rất nhiều quỷ thôi dõi hết video của mình nha nếu thấy video mình hay đừng quên cho mình một like mình đăng ký kênh và kêu đó là bật nút cho thông báo lên để mỗi khi mình kêu video mới anh em sẽ nhận được thông báo nha còn vậy thì báo anh em thì anh em vào những video tiếp theo bye bye